Nguyễn Mạnh Cường chân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, nhân dịp Paris by Night 118 sẽ tổ chức với chương trình chủ đề là Đức Huy 50 năm âm nhạc. Sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 5 năm 2016 vào lúc 7 giờ 30 tối tại Pechanga Resort and Casino. Và ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp và trò chuyện cùng với hai ca sĩ được yêu mến của Trung tâm Thúy Nga, đó là Trần Thu Hà và Bằng Kiều. Xin gửi lời chào đến Trần Thu Hà và Bằng Kiều. Bằng Kiều xin chào anh Cường, Trần Thu Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt Face TV cũng như là của Paris by Night. Xin mời Thu Hà. Em chào hai anh và xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Vâng, ngày hôm nay thì Nguyễn Minh Cường cũng có dịp để mà trò chuyện. Đây là lần đầu tiên mà được đón tiếp và trò chuyện cùng với Bằng Kiều và Trần Thu Hà. Thì câu hỏi đầu tiên, được biết là hai người sẽ góp tiếng hát của mình trong chương trình 50 năm âm nhạc Đức Huy. Thì khi bắt đầu khi nào thì đây là câu hỏi đầu tiên cho Hà có thể trả lời trước. Là khi nào Hà bắt đầu hát nhạc của anh Đức Huy? Hà hát nhạc của anh Đức Huy thì chắc là không được nhiều bằng những người ca sĩ khác, nhưng mà cũng hát lác đác ở trong các cái cuốn băng đĩa nhạc thì có thu một vài tác phẩm của anh. Nhưng mà Hà nghĩ rằng là quan trọng là Hà cũng như biết bao nhiêu những người ca sĩ trẻ là lớn lên ở trong dòng âm nhạc của anh Đức Huy, đã từng nghe nhạc của anh rất là nhiều từ thời còn ở Việt Nam, còn đi học. Và anh là một trong những người nhạc sĩ ở hải ngoại mà Hà rất là yêu mến, cũng như là biết rất là nhiều bài hát của anh. Nhạc của anh thì có lẽ là bởi vì nó rất là trẻ trung và nó khác hẳn những cái dòng nhạc mà của các nhạc sĩ tiền bối lúc trước. Lần này thì Hà cũng rất là bất ngờ được Trung tâm Thúy Nga mời để hát một bài trong chương trình. Và đó sẽ là một bài hát mà theo như lời của chị Thủy nói rằng đây là một cái bài mà anh Đức Huy cũng giống như là muốn để Hà hát cái bài hát này. Nhưng mà không biết là anh Đức Huy có chọn một cái bài nào đó đặc biệt để dành cho Trần Thu Hà với tiếng hát của Trần Thu Hà không? Em nghĩ là khi đầu thì Hà xin được hát bài khác, nhưng mà producer của chương trình và anh nhạc sĩ Đức Huy là muốn gọi là sao insist Hà Trần hát bài hát này, muốn được tiếng hát của Trần Thu Hà hát một cái bài nào đó mà anh đã chọn lựa. Vâng, thì bây giờ là Hà cũng đang chờ đợi xem nghe lại cái bản thâu cuối cùng để xem cái kết quả để xem như thế nào hả? Xem có hay không hả? Xem có ứng ý. Và câu hỏi cũng cùng một câu hỏi đối với Bạch Kiều. Thì thưa anh Cường, thưa quý vị khán giả, thì cũng như Trần Thu Hà vừa mới chia sẻ cùng quý vị là cái lứa ca sĩ của chúng tôi lớn lên bằng cái âm nhạc của Đức Huy rất nhiều. Tức là từ khi mà ở ngồi ghế nhà trường là đã nghe nhạc của anh Huy. Tất cả những cái bài hát lúc đó nó là một cái gì đó rất là mới. Từ hòa âm cho tới cái cách anh ấy viết, rồi ca từ, tất cả mọi thứ nó đều rất trẻ trung, tình cảm. Và nhạc Đức Huy lúc đó nó giống như là một cái gì đó rất là mát mẻ để những cái người mà rất là yêu đời. Và bên cạnh đó thì có một cái hay nữa là nhạc của anh Đức Huy nó nhiều thể loại. Nó rất là nhiều thể loại, có những cái bài mà rất là sang trọng, rất là quý phái. Anh em mình hay gọi là thính phòng ấy. Giống như là Bay đi cánh chim biển, rồi hay là có những bài rất là trẻ trung như là tôi muốn, hay là tôi yêu, hay là tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Rồi có những cái bài mà rất là ủy mị như là đừng xa em đêm nay đấy. Đây ủy mị đây. Thì có nhiều thể loại như thế, cho nên là cái âm nhạc của Đức Huy nó đi tới rất nhiều những cái tầng lớp của khán giả, của công chúng. Chính vì thế cho nên là mặc dù là bản thân Bằng Kiều thì cũng không phải hát nhiều nhạc Đức Huy lắm, nhưng mà cái đó là cái mà nó giống như muốn ngấm vào trong mình, người mình. Nó tự nhiên mà nó len lén ra vào trong cái tâm tư của mình, đúng không? Ít hát nhưng mà hầu như mà đụng tới bài nào của anh Huy cũng thuộc. Là lúc nào cũng nhem nhép hát theo cái bài, theo cái lời bài hát. Anh cũng đồng ý với Bằng Kiều ở cái điểm là những cái ca từ của anh Huy đó, nó rất là bình dị.
nhưng mà nó thật là lãng mạn. Dạ. Và nhiều khi mình hát qua một lần rồi mình sẽ nhớ hoài, mình không bao giờ mình quên, chẳng hạn cái bài Và Tôi Cũng Yêu Em. Dạ. Anh ấy đã lồng có những cái hình ảnh của cái quê hương của mình. Dạ, rất là giản dị. Và rất là một người Bắc nữa, đó là canh cà và điếu thuốc. Dạ. Nghe mình thấy nó dễ thương một cách, nghĩa là nó mình nghe thích lắm. Và không biết là trong tất cả những cái bài hát trong cái quá trình 50 năm của anh Huy làm nhạc đó thì có một bài nào mà hai người thích nhất không? Chẳng bây giờ Thu Hà cho biết một bài nào mà ưng ý nhất, cái bài một bài lúc nào cũng nghe nói Đức Huy là phải hát cái bài đó. Em nghĩ là nhạc của anh Huy nó nhiều bài quá, nó nhiều những cái bài mà mỗi bản thân bọn em mỗi lần mà đi show ấy, hầu như là chắc là nếu mà những cái show mà ít người hát ấy, show mà kiểu như là mình phải hát một mình một chương trình hay là có 2-3 người ca sĩ một chương trình thì thế nào cũng sẽ có một bài của nhạc của Đức Huy được vang lên trong cái đêm đó. Phải nói là cũng hiếm ấy, có một ý của người... Hà nói là bài nào của anh cũng hay đúng không? Vâng, tức là hiếm khi người nhạc sĩ nào mà cũng... cái nhạc nó rất là popular. Uh-huh. Bạn Kiều thì sao? Nó cũng là một cái mà mình cảm thấy nhạc Đức Huy giống như anh vừa mới nói là giống bài nào cũng hay, bởi vì mỗi cái thời điểm, mỗi cái tâm trạng mình lại nghe một cái bài rất hát, nhiều bài hát sử dụng được nó đều hợp với cái tâm trạng, cho nên nói là bây giờ mình thích một cái bài nào đó thì rất là khó. Vì lúc nào buồn, lúc vui, lúc cô đơn, lúc mà tất cả mọi những cái trạng thái tâm lý, tình cảm thì mỗi lúc mình lại nghe một cái bài của anh ấy thì lại thấy nó giống. Nên là chính vì thế cho nên nhạc Đức Huy đã được quý vị rất là yêu mến. Nhưng mà anh Đức Huy anh ấy khôn lắm. Khi mà lần trước trong một cuộc phỏng vấn với anh Đức Huy thì anh Cường có hỏi anh một câu như này: tất cả những bài hát mà anh đã sáng tác, những bài nhạc anh sáng tác thì cái đó là anh viết cho anh hay anh viết cho người ta? Thì anh hỏi khó thế. Không phải không khó đâu, tại vì đa số các nhạc sĩ khi mà người ta viết những cái bài hát nào lên, đa số người ta đều viết về cái tâm trạng của họ. Chẳng hạn như một cái gì đấy trong cuộc đời hay là một cái gì đấy trong cái tình yêu. Khi họ bị mất người yêu, họ hay viết lên cái đó, cái chẳng hạn như cái đó là cái tâm trạng của họ lúc mà họ viết. Nhưng mà đối với anh Đức Huy là khi mà Cường hỏi cái câu đó thì anh trả lời, anh rất là khôn, anh trả lời qua một ngõ khác, anh bảo cái này tôi viết cho tất cả mọi người. Đấy, anh khôn rồi lắm. Đến lúc mà hỏi anh thế anh có bao giờ anh viết nhạc cho anh, bảo không, tôi không viết cho tôi. Anh tại khôn vì lắm. Rất là khôn. Chính vì thế cho nên là đến bây giờ anh U60 rồi mà con anh vẫn còn nhỏ xíu à. Có lẽ là... Không biết anh Cường có giống như Huy không? Mình không dám đâu, tại vì... đối với anh Đức Huy đó, nếu mà mình hỏi với những cái vấn đề mà tại sao cha già mà con mọn như vậy đó, thì anh nghĩ sao? Anh bảo ô cái đây là một cái điều hạnh phúc. Đúng rồi. Rất hạnh phúc, tại vì ông trời ông ban cho mình thì mình phải nhận lấy thôi. Vâng. Chứ đâu có ai muốn mà kiểu mà bây giờ chẳng hạn bây giờ với một cái số tuổi cao mà bây giờ mình cũng vẫn phải dạy để mình thay tã hoặc là cho con bú sữa hay cái gì đấy, nó khổ lắm chứ. Nhiều khi nửa đêm nửa hôm cứ phải dạy mà trông con vất vả. Em thì chưa. Nhưng mà anh Huy anh lại hạnh phúc về những cái vất vả đấy anh ạ. Nên là em nghĩ là có khi là anh vẫn còn nữa ấy. chưa stop. Nhưng mà nhiều khi đó, bây giờ mình 60 mấy tuổi mà mình có con thì mình nghĩ là khi mà con mình được 20 tuổi thì mình bao nhiêu tuổi? Không biết mình còn sống đấy để mình thấy cái hạnh phúc của con mình. Cái đấy không? Thì tính sau nhỉ? Tới đầu hay tới đầu? Không, mà anh Huy rất là trẻ, kính thưa quý vị. Là nếu mà không nói số tuổi của anh Huy ra thì không có ai nghĩ rằng là anh ấy là đã từng đó tuổi. Bởi vì anh Huy nói thật là khi mà em ngồi nói chuyện với anh hay là hai anh em đi chung với nhau thì người ngoài người ta chỉ nghĩ là chênh nhau 1-2 tuổi thôi. Tức là anh Huy nhìn rất là trẻ, và cái phong độ cũng như là cái suy nghĩ của anh ấy về cuộc sống rất là trẻ trung và rất là phong độ. Chúng ta không thể nào mà có thể nghĩ được rằng là anh ấy lại từng ấy tuổi, từng đó tuổi. Mà bây giờ khi mà cái chương trình của Paris by Night giới thiệu đến quý vị là 50 năm ca nhạc Đức Huy thì chúng ta mới biết được rằng anh đã sáng tác 50 năm, tức là anh phải là u bao nhiêu rồi. Quý vị có thể tưởng tượng, có thể tự mình suy đoán ra, tức là bây giờ mình cứ cho là viết nhạc lúc sớm nhất là 16 tuổi đi, thì 16 tuổi. Khi đã vừa chớm yêu, đúng 50 không? Năm nay mà cái âm nhạc
Tức là cái quãng thời gian sáng tác của anh Huy thì là chúng ta cộng vào nó cũng phải là 60 mấy, gần 7 sọi. Đâu, 16 tuổi mà viết nhạc mà trong 50 năm thì bây giờ là thì bao đó, nhiêu? 66 tuổi rồi. Đó. Chính vì như thế cho nên là cái này là một cái mà đúng là không có cái gì bằng gọi là trời cho anh một cái may mắn, sức khỏe cũng như là sự trẻ trung và cái lãng mạn của anh thì đến bây giờ anh vẫn giữ y nguyên. Và cộng thêm cái nói chuyện của anh Huy đó rất là dí dỏm. Đấy. Vì cái đó mà anh ấy trẻ mãi. Vâng. Thế là trẻ là do là vì gen tốt này hay là vì ăn uống hay là vì là nhạc người ta đến giờ 50 năm người ta vẫn yêu thích. Là vì lý do gì thì trẻ theo các anh? Theo anh nghĩ thì cái trẻ đối với mình ấy là mình đừng có bị trong cái cuộc sống đừng có bị áp lực nhiều quá. Khi mà mình suy nghĩ nhiều quá thì cái cơ thể mình nó cũng bị ảnh hưởng chứ. Tóc sẽ bạc đi, da sẽ nhăn lại. Đó. Đó thì nhiều khi mình cứ vui lên mà sống. Chính anh Huy anh nói một câu như thế này, anh bảo tất cả những cái điều gì mà mình đang có bây giờ đó, mình phải nghĩ là mình còn có thể là bị những cái mà còn dở hơn như vậy nữa. Đấy, chẳng hạn như anh phải trải qua những cái cuộc tình nào mà hay là cái gì mà nó đau khổ. Anh bảo nhiều khi tôi nghĩ tôi vẫn còn vui tại vì tôi nghĩ tôi có thể tôi bị những cái mà còn đau đớn hơn. Đau đớn gì nhờ cái đó mà anh trẻ đâu có anh thể. Tức là anh nhìn một nửa cốc nước là đầy. Đúng rồi. Đấy. Đúng rồi, chứ phải là vị vơi đi nửa ly mà đầy nửa ly. Cái đó nó quan trọng lắm trong cuộc sống. Thì chẳng hạn như là khi mà bà Kiều cất tiếng hát lên thì có khi nào Kiều nghĩ là Kiều đang hát cho chính mình không? À, thường thường thì người nhạc sĩ thì có thể là vay mượn cảm xúc để có thể mượn cảm xúc của bạn bè hay là người thân hay là những cái cuộc đời mà mình đi qua, mình chứng kiến để viết lên một ca khúc. Nhưng mà thường em thì em thấy là ca sĩ thì hay hát bằng cảm xúc của mình. Coi như là mình đang hát cho mình. Vâng, tức là em thấy một cái điều là ca sĩ, người nào mà từng trải thì cái giọng hát nó cũng từng trải. Và giọng hát nó cũng dễ làm người ta hiểu hơn là những người mà có cuộc sống mà êm đềm hay là không có gì từng trải cả. Có nghĩa là mình phải kinh nghiệm trong cuộc sống thì khi mà mình hát mới hay. Tại sao có những em bé khoảng chừng 5-7 tuổi hoặc là 10-10 mấy tuổi mà họ hát rất là hay, rất là nhiều cảm xúc, không biết là có thể là nhiều ông trời xúc cho vẫn, một vẫn cái có đó. Thể có chứ nhiều cảm xúc và cái tài cảm xúc năng đó, ấy, cái cảm xúc đó nhỏ. Là cái cảm xúc mà những người từng trải lại không có. Cảm xúc trong trẻo và cảm xúc tươi mới thì những ca sĩ trẻ mà tụi em cũng chứng kiến rất nhiều những ca sĩ trẻ hát rất hay và cuộc đời hay là cuộc sống của người ta chắc chắn là chưa trải qua cái gì cả. Nhưng mà hát rất hay. Nhưng mà cái hay đó là cái hay của những người mới, của cái sự tươi mới mà bản thân bây giờ bảo Bằng Kiều hay là Trần Thu Hà hay là những ca sĩ mà từng trải mà hát mà tươi như thế thì không thể nào. Tức là không thể có một cái cảm xúc mà của cái thời mà 18-20 được. Thì nó cũng như vậy đối với những người mà từng trải. Tức là những bài hát hay là những cái cảm xúc mà cần sự từng trải thì những người trẻ khó có được. Đây là một câu nói mà không phải là để nịnh đầm hai em đâu nhé. Có một lần đầu tiên thì anh có nghe hai người hát nhạc thì anh nghe cái bài đầu tiên của em hát là bài Chị Tôi. Bảo trời ơi, cái cô này là ai mà sao cô ấy hát hay quá, cảm xúc thật nhiều. Và cái bài mà Bằng Kiều hát là cái bài mà nghe đi nghe lại hoài không chán, đó là cái bài Cơn Gió Thoảng của Quốc Dũng, rất hay. Thì lúc đó mình mới cảm nhận được, ủa bây giờ có những cái giọng hát gì nó mới, nó tươi mới, giống như Bằng Kiều vừa chia sẻ, có những cái gì nó mới mẻ, giống như một luồng gió mới mang đến cái trong cái nền âm nhạc của Việt Nam chúng ta. Và được biết là trong cái ngày Đức Huy 50 năm âm nhạc, hai em cũng là hai người trong số gần 30 ca sĩ sẽ được trình diễn trong cái đêm này. Và một lần nữa, Quý Mạnh Cường cũng xin được kính mời toàn thể quý vị đang coi chương trình, hãy gọi vào số phone 714-894-5811 vì chúng tôi chỉ có một suất mà thôi, đúng 7:30 tối tại Pechanga Casino vào ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 5, 2016.
mang chủ đề là 50 năm âm nhạc Đức Huy. Và bây giờ đó anh có một câu hỏi là để xin hai người có một vài lời gì chia sẻ đến quý khán giả đã coi chương trình với chúng ta, để mà mời mọi người đến. Và nhân ngày đây là ngày hiền mẫu. Đúng là ngày hiền mẫu, là ngày mùng 8 và ngày tối thứ bảy, và đến ngày chủ nhật là ngày hiền mẫu. Đây cũng là một cái dịp để cho mọi người có thể mời mẹ của mình. Và lẽ dĩ nhiên là mẹ sẽ bảo bố lái trở đi coi. Thì tất cả mọi người đến để tham dự chương trình 50 năm âm nhạc Đức Huy. Xin mời Bằng Kiều trước. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả và sự yêu thương của quý vị khán giả dành cho Paris by Night, cũng như là các anh chị em nghệ sĩ ở của trung tâm. Rất mong là quý vị ủng hộ và cũng dành một cái món quà cho gia đình, những người thân, người vợ, người mẹ của mình nhân ngày hiền mẫu của đầu tháng 5 này, trong cái dịp mà mùa gọi là mùa hiền mẫu, mùa cảm ơn những người phụ nữ của mình. Thì Bằng Kiều hy vọng rằng quý vị sẽ dành thời gian để tới cùng với Press by Night, một cuốn dành riêng cho âm nhạc Đức Huy 50 năm. Và đây sẽ là một chủ đề rất thú vị, những bài hát, những ca khúc mà quý vị đã yêu thương, đã gắn bó từ rất lâu, cộng thêm những ca khúc rất mới nhất của nhạc sĩ Đức Huy sẽ xuất hiện trong cuốn Press by Night sắp tới đây. Và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thích cuốn 50 năm âm nhạc Đức Huy này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và xin chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Cảm ơn Bằng Kiều rất nhiều. Cho tay này mà đi mà làm mà để mà MC chắc là cũng cho đi bán vé được đấy. Đúng rồi. Xin mời Trần Thu Hà. Thu Hà rất là mong sẽ được gặp gỡ tất cả các quý vị khán giả ở vùng Nam Cali và cả những khu vực lân cận, nếu mà quý vị có thể gọi cho người thân bạn bè của mình. Bởi vì Hà nghĩ rằng là cái 50 năm kỷ niệm cuộc đời của một người nghệ sĩ, một người nhạc sĩ mà chúng ta hâm mộ là một cái trường hợp rất là hy hữu ở trong lịch sử âm nhạc, không có nhiều người làm được điều đó. Và hơn nữa lại được tổ chức bởi Trung tâm Thúy Nga, cho nên chương trình sẽ đảm bảo là chất lượng nó rất hay, rất là đặc biệt hơn so với những cái show ở ngoài khác. Và trong ngày hiền mẫu, quý vị chỉ đi xem một suất ca nhạc mà được gặp tận 30 ca sĩ nữa, thì Hà thấy rằng là cái buổi này nó đáng đi quá đi. Cho nên là rất là mong sẽ được gặp tất cả quý vị, và mong quý vị tới để ủng hộ tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như Trung tâm Thúy Nga một lần nữa với âm nhạc của Đức Huy. Vâng, cảm ơn Trần Thu Hà và Bằng Kiều rất nhiều. Và kính thưa quý vị, một lần nữa riêng Nguyễn Mạnh Cường cũng xin được mời tất cả mọi người đến thưởng thức chương trình 50 năm âm nhạc Đức Huy, được tổ chức vào ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 5, 2016, vào đúng 7:30 tối. Và chúng tôi chỉ có một suất mà thôi, để vinh danh ngày hiền mẫu, và chúng ta có thể mời mẹ mình, và lẽ dĩ nhiên là mẹ sẽ dắt bố theo, và tất cả mọi người trong gia đình đều thưởng thức chương trình âm nhạc, và sẽ thưởng thức hai tiếng hát mà được yêu quý từ xưa đến giờ rất nhiều, đó là Bằng Kiều và Trần Thu Hà. Một lần nữa cảm ơn hai em rất nhiều, và mến chúc hai em được thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng tươi mát và lúc nào cũng thành công trên bước đường nghệ thuật mà mình đã chọn. Cảm ơn anh Nguyễn Mạnh Cường. Xin cảm ơn quý vị. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình với chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại chương trình kỳ tới. Đường xa ướt mưa, xa em lùa la, tóc em xóa mềm, lung linh trời sao sáng trong mắt em. Môi em làm thêm khó câu dã từ, và đường xa ướt mưa. Ngại đường xa ướt mưa, em muốn sao em không ở lại đây đêm nay? Ngại đường.